từ đó đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 6 năm mấy. 6 năm mấy rồi chưa có một cái người yêu thứ nhì. Anh 6 năm rồi à, vậy chắc còn trai tân. Chắc còn trai tân á. Thì không biết đó. Em còn trai tân không á? Dạ. Còn. Trời ơi. Thấy em chồng dễ thương, mỏng mỉm. Xin mời gia đình bên nhà nữ. Wow. Trời đất ơi trời. Dạ dạ cảm ơn. Trời. Mời nhà trai. Chào em trai. Dạ. Ngồi đi em. Thôi bây giờ mình sẽ giới thiệu về mình cho hai bên cùng nghe cùng biết luôn nha. Mời đàn gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Vân. Dạ chào quý vị khán giả. Em là Ngọc Hoa, em 26 tuổi, em là diễn viên tự do. Diễn viên đó nghe. Diễn viên hả? Đồng nghiệp của tôi đó nghe. Vậy là quen lắm nha. Rồi xin mời em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Trung Trương Tài, em năm nay 25 tuổi. Trung Trương Tài 25 dạ. tuổi, em làm công việc gì Tài? Dạ em làm tài xế. Tài dạ. xế. Em làm ở đâu? Dạ em làm ở Nhà Bè. Nhà Bè. Quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn. Dạ. Hoa. Hoa làm diễn viên nhưng mà ở đâu Hoa? Dạ em ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi sinh ra lớn lên tại Sài Gòn dạ, luôn. Dạ dạ. Bây giờ á em nói cho mọi người biết đi. Em có những thế mạnh gì? Ưu điểm của em là em khá là tự tin trên sân khấu, rất là dễ bắt chuyện. Kiểu như là em không có thể cuộc nói chuyện nó bị trì. Em nấu ăn ngon. Cái đó là ưu điểm. Và em rất là duyên dáng nữa. Đó là cái ưu điểm của em. Thế thì cái tật xấu của em là gì? Khuyết điểm của em là em ngoài cái tự tin trên sân khấu nhưng mà em bị ngược lại là cái tự ti về ngoại hình. Em cứ thấy mập mập em cứ sợ là người ta sẽ không thích mình. Khi em hơi dữ. Dữ dạ. ở cấp độ nào? Ví dụ như giữa hai người cuộc trò chuyện thì em thường em muốn lên trên. Muốn lên trên. Thì cái lúc dữ nhất của em là em hét lên hay là em đập bàn, đập ghế hay là em thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Không, em không phải tiếp người đánh đâu, tại em mập có đánh lại người ta. Nên em nghĩ em chỉ gào lên rồi gào lên. Trời đất ơi, sao mà dữ dữ vậy? Nghe thì bên đây cũng choáng rồi đó. Thôi em trai. Em thích. Em thích hả? Trời ơi. Ủa sao em thích cái sự dữ dội đó? Buồn buồn em thích chọc cho chửi, thích chọc. Em rảnh quá ha, buồn buồn thích chọc ta chửi vậy đó hả? Cũng hay. Đó là bên đó tật xấu vậy. Còn em, điểm mạnh điểm yếu gì? À, em điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được. Nấu mấy món mà đừng có khó quá. Rồi, gì nữa? Em đi... Rồi có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì cũng nhiều. Thí dụ? Sợ ma. Em có biết là cái người kế bên em là cái người sợ ma chúa ở cái đất chúa ở cái đất Sài Thành Hoa Lệ này không? Cái chuyện đó chị sẽ kể cho em nghe sau. Chuyện ma bỏ qua một bên. Em có thích những người phụ nữ có da có thịt không? Dạ có. Thích người phụ nữ đẹp hay là có duyên? Có duyên. Em nghĩ trong đầu em bạn gái em đó là phải như thế nào? Tính tình hiền, có lúc giữ giữ đúng chỗ, viết nội trợ, lo cho gia đình. Có cần bạn gái phải cao dò dài tới nách không? À, không, mét 5 trở lên rồi. Chết cha. Sao, bây giờ bao nhiêu nè? Em mét 49. Mét 49 rồi, mình mất con phân rồi, giờ sao? Một phân gốc. Một thôi. Mang guốc. Mang guốc được không? Chấp nhận đúng không? Tài có người yêu chưa? Dạ, có một mối tình. Một mối tình, mấy năm? Quen được một năm hơn. Năm hơn, sao chia tay? Dạ tại hồi đó còn đi học á, cái không có điều kiện nên bị đá. Bị đá. Đá mạnh lắm không? Đá mạnh. Và đau cho tới bây giờ luôn hả? Một năm hơn. Trời ơi, đau hơn năm luôn. Vậy đá mạnh lắm à. Từ đó đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 6 năm mấy. 6 năm mấy rồi chưa có một cái người yêu thứ nhì. Anh 6 năm rồi à, vậy chắc còn trai tân. Chắc còn trai tân á. Thì không biết đó. Em còn trai tân không á? Dạ. Còn. Trời ơi. Con cho vậy em sao nè? Chuyện tình em sao nè? Dạ em thì có hai mối tình nhưng mà mối tình dài nhất là 10 năm. Tại sao lại chia tay? Ai cũng nói là cứ cảm xúc là sẽ có tình yêu. Nhưng mà
cứ dài, nó sẽ không vượt qua chữ cơm áo gạo tiền. Mối tình 10 năm đó là mới chấm dứt lâu mau rồi. Dạ, gần năm. Vậy thì bây giờ còn nhớ mối tình cũ gì không? Mình nói không nhớ là không đúng. Nghĩa là em vẫn nhớ, nhưng mà cái đó cũng là một cái gì đó kỷ niệm và là một cái bài học cho riêng em. Bây giờ mẫu hình lý tưởng cái người bạn trai tiếp theo của em nghĩ là sẽ như thế nào? Em thích cao hơn em. Dạ vâng. Đó, em là em cũng cao hơn em hết á. Em yên tâm đi. Cái bạn đó phải là tự lập thật tốt. Thứ hai là bạn đó phải đứng gia trưởng. Anh hỏi Tài nè, thí dụ vợ là diễn viên đó, em có ghen không? Có chút chút hả? Chút chút. Em đi coi một vở kịch nào đó, đóng bộ phim đó, em thấy vợ của mình ôm một người khác. Cái đó là công việc nè, ghen đúng chỗ hả? Công việc là không ghen đúng không? Dạ. Rồi vậy được rồi, em đây trai dễ lắm. Ca này phải kiểm tra kỹ càng chút. Giờ bà mối muốn gì nói đi, đàn trai ta đáp ứng được hay không? Rồi bây giờ em đang ở đâu nè? Dạ, em ở với ba mẹ. Cái gánh nặng kinh tế của em ở trong gia đình mình đó là em là người trụ cột hả? À, cũng có thể. Đi làm về là tiền đưa cho mẹ giữ hả? Cũng đưa mẹ một phần để lo tiền điện nước. Phải báo hiếu mẹ chứ, đúng không? Thực ra cái nghề tài xế thì thu nhập cũng thất thường. Có nhiều khi nhiều thiệt nhiều mà cũng có khi là hẻo, đúng không em? Thì bình quân như vậy một năm á thì em kiếm được bao nhiêu? Tại vì tính không có tính theo tháng. Ủa, được. Tính sơ sơ nè. Lái trung bình tháng 7 triệu. Tiền này tiền kia á, này kia nếu mà ấy cũng được chục triệu. Chục triệu rồi. Chục triệu, nếu mà lấy thêm cũng được mười mấy. Năm 12 tháng được trăm mấy. Trăm mấy nếu mà ăn cơm nhà, cơm hộp này kia cũng còn dư 100. Được không? Ông làm nhưng mà từng đi làm rồi vậy. Trời ơi, biết hết chứ. Cũng thấp hơn xíu. Năm mình để dành được nhiêu nè? 90. À, 9. Năm dư 90 đó, nhưng mà phải báo hiếu mẹ phân nữa. Giờ làm sao? Báo hiếu thì em nghĩ là cái đó là rất tốt. Tại vì mình làm con mà. Tới cả em bây giờ mình vẫn cũng phải lo cho ba mẹ một phần nào. Bạn ghét nhất ở người đàn ông là cái điều gì? Em không thích người đàn ông lười biếng. Cái bạn đó cũng đừng có hiền quá mức. Phải có chính kiến chút xíu. Ông không thích đàn gái gì? Em không thích càm ràm. Càm ràm đó. Chết. Tính làm càm là không được, giờ không thích gì nữa. Hơi càm. Là thích, không thích là hiền quá. Hiền quá thì phải giữ đó. Yên tâm rồi gì nữa. Cũng hết. Hết rồi đúng không? Dạ. Vậy đó. Bây giờ mình nói bây giờ chuyện kinh tế tùm lum hết rồi. Bây giờ để gia đình góp ý coi sao nha. Qua đi với ai qua? Dạ, hôm nay em đi với bác và các bạn của em. Rồi, ý kiến bác sao bác? Chào tất cả. Nếu mà cái duyên của nó tới thì nó sẽ tới. Bạn trai cũng được, cũng sáng sủa. Dạ, rồi. Bạn trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với ba, với mẹ, với cô. Rồi, dạ. Xin chào dạ, cô chú, chào ơi. Đại diện đàn trai. Dạ, chào Nguyễn Linh, với chào chị Hồng Vân, chào khán giả. Em là mẹ của Tài. Qua thì cô cũng thấy con vui. Đến đây là coi như là duyên rồi. Thì thôi hai đứa cũng cho nhau một cơ hội đi. Còn chuyện sau này thì tự hai đứa biết. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Mở rào. Dạ, chào anh. Đi quẹt. Đi quẹt. Anh tặng này là dâu chứ không phải hoa. Dạ. Anh muốn lát nữa em có bấm nút để về làm dâu cho má. Bấm nút để về làm dâu cho má. Thôi, nó cũng giải trí lắm chứ bộ. Em tặng anh bài hát được không? Nãy em make up, em ngồi em nghĩ ra bài hát. Từ từ em nhớ đã. Chết quên nữa rồi, từ từ. Anh ơi có bao nhiêu mấy ai xinh như em, vừa ngoan lại vừa hiền, anh kiếm không đâu xa. Anh ơi mau mau về thưa với cha mẹ, mau mau rước về làm dâu. Làm gì anh nhìn em có một con mắt nữa xíu vậy? Xích đây nè. Gì vậy trời ông này? Bây giờ chúng ta cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước em nói trước. Lúc đầu em nghe nói chuyện á, cái mối tình trước của em thì em bị về cái cơm áo gạo tiền nhiều quá và em gánh quá nhiều, nên khi mà anh nói chuyện hồi nãy á thì em nghĩ là hơi buồn xíu thôi, là kiểu như là chết rồi anh có đủ mà lo cho mình hay không, nhưng mà em nghĩ là nên cho nhau một cơ hội. Anh chú thấy vậy? Dạ. Thấy em sao? Dễ thương, mỏng miệng. Không mà em thích. Mà em thích.
Nhưng mà nói nghe nè, cái cặp này tôi thấy cái tên không là tôi thấy làm như là phát dương phát tướng rồi nha. Tài hoa cặp đúng không? Tài hoa. Em thấy là với một cái người mà bạn gái như vậy có thú vị không? Dạ. Thú vị ha. Trời ơi, chị còn thú vị nữa chứ đừng nói em. Mấy người mồm miệng ta bên nhau lắm. Ông ngoại có hiền vậy không? Hay lên đây anh mới hiền? Đó, đến từ đó giờ vậy ít nói. Mà nói thiệt nha, 6 năm là chưa gì luôn. Làm lẽ giờ về phải dạy nữa hả? Em biết về em dạy anh cái đó. Trời đất mẹ ơi, trời đất mẹ ơi. Dạ em hỏi, em nói đùa vui vậy thôi. Em tới đây em có một cái mục đích thực sự rõ ràng là em muốn một cái mối quan hệ mới. Và cái em đặt lên trên hết hàng đầu là người đó phải tài chính vững vàng. Ví dụ hôm nay anh chưa có thể, nhưng em muốn anh phải nói cho em nghe một cái kiểu, cái câu gì đó để em vững tin hơn. Anh có làm bốn cái câu thơ này: cầm vô lăng anh vững vàng tay lái, chờ lên hàng anh nghĩ về tương lai, cơm đường cháo chợ qua ngày tháng, gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi, còn gì để mà nói nữa. Trời ơi. Dạ. Gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi. Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện quan điểm mỗi đứa đi. Quan điểm của anh là gì? Anh thì cần chung thủy, không có ỷ lại hai cái đó. Em thì em này em hỏi công việc của anh là mình chở hàng á anh. Mình chở hàng là chở cái gì anh? Anh đang làm tài xế tải thành thân á, chở dọn nhà đồ. Trời, phía chi quen anh sớm dọn nhà đổ tính tiền. Ghê. À là mình chỉ dọn nhà buổi sáng rồi buổi chiều về anh. Mà tại vì em sợ là anh đi giờ khuya quá rồi em cũng ngược giờ với anh nữa. Nên là nếu mà mình đi làm buổi sáng nhiều, chiều về thì mình có thể dành nhau tin nhắn nhỏ, dẫn nhau đi chơi, đi ăn đồ, ok ha. Tin nhắn đó thì anh lúc nào cũng rảnh hết, lúc nào ngồi chạy xe mà tin nhắn cũng không được. Không được, không được, chạy xe không được cầm tin điện thoại, ngại em đập luôn á. Đập luôn á. Không dữ quá. Dữ nhưng mà người ta gỡ là cười liền. Em nói đúng không? Chạy xe không được cầm điện thoại nhiều. Khi nào cần thiết thôi. Giận nhau thì ai xuống nước? Anh trả lời đi. Nếu mà em dữ quá rồi thì anh xuống anh bỏ đi. Bỏ đi rồi đi đâu? À, anh đi một vòng ra đường. Ra đường cho xe đụng hay gì? Tự nhiên dẫn nhau ra đường cha. Em giận quá rồi sao nói chuyện nữa? Dẫn nhau năn nỉ rồi tôi quỳ à. Vân thấy là bấm được rồi đó. Dạ. Vân thấy là cho nó để nói coi coi đứa nào thế nào nó biết hết trơn rồi cho nó khỏe đi. Rồi lại tiến lại nắm tay của anh gái coi cảm giác. Hai người nắm tay nhìn nhau coi. Rồi nhìn cổ đi, nhìn thẳng vô mắt cổ. Em có mong muốn cô gái này là một nửa yêu thương của mình không? Dạ mong. Muốn phải mạnh lên coi. Tôi muốn đó. Tôi muốn. Cho người ta bấm cho rồi đi. Cãi đứng cho nó chơi vui mà. Bây giờ nếu giờ em la em sẽ làm gì? La em thì em nghe. Chịu rồi hả? Nếu giờ em nóng quá quýnh em làm gì? Quýnh em thì em đưa người cho quýnh. Trời ơi. Nó hiền khô. Thấy thương ghê. Hiền gì đâu là hiền. Tùy em quyết định nha. Để đây. Tay nút bấm đi. Tay đây. Bấm luôn đi. Bấm đại đi anh ha. Trời ơi, chúng bấm lẹ dễ sợ luôn. Chúng không cần tới ông linh đếm cái gì hết trơn á. Trời, nắm tay đi. Trời ơi là trời. Bây giờ nói với cô nè, nói với mẹ, nói với ba, nói với tất cả mọi người. Xin phép cô cho quen với Hoa. Con hứa là sẽ dành thời gian nhiều cho Hoa, rồi chăm sóc người. Kiếm tiền nữa. Rồi, kiếm tiền nữa. Rồi kiếm tiền nữa. Qua có điều gì nói với dạ, ba mẹ? Dạ con chào cho cô, chào chú, chào cô luôn ạ. Con hôm nay con rất là vui khi được quen biết Tài ạ. Dạ con cảm ơn cô đã nhúng sao giờ run quá. Thực sự là rất là vui ạ. Hai đứa con sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì con sẽ tiến tới hôn nhân và làm dâu của cô ạ. Bây giờ cái thủ tục cùng nhau đó giờ đó bây giờ em Tài tự động tự chủ luôn đi. Tài à, em tự nữa hả? Chứ rồi giờ này chứng tỏ đi chứ ai làm gì đó, không có dạy đâu. Tài tân mà. Xin phép cô cho con hôn quà, cho hôn thiệt. Tự hôn giả hay gì nè.
Không nói lời một cái coi. Ủa em lại hả? Ừ. Trời em dễ dàng mà. Trời, nói chứ hai đứa dễ thương lắm á. Dùng sức bảo vệ cô gái này. Cô gái này cũng sẽ có những cái cách để có thể chia sẻ với em, để em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống thôi nha. Chúc hai đứa sẽ sớm nên duyên vợ chồng. Dạ. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gần quận 3 đó, dẫn đi xem phim rồi trao đổi với nhau để yêu thương nhau nhiều hơn. Đây là sản phẩm hóa mỹ phẩm Amity, gồm trọn gói bộ sản phẩm gồm có nước rửa chén Amity, nước lau sàn Amity, nước rửa tay Amity và nước giặt xả Amity. Sản phẩm hóa mỹ phẩm này là những sản phẩm thân thuộc với môi trường, thân thiện với con người, sẽ nằm trong gia đình các bạn. Các bạn sẽ sử dụng một năm miễn phí tất cả bộ sản phẩm của Amity. Dạ. Nhưng mà nếu lấy nhau nha, nếu các bạn nếu lấy nhau đó, gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Dạ. Nha. Hy vọng rằng tình yêu của bạn sẽ phát triển theo đúng cái tên của hai đứa, tài hoa. Ôm hoa. Xuống với hùng tùm lum đi.